video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa màu hồng của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái phần là bông hoa màu đen này ra. Đây, như vậy thì đây sẽ là cái phần bông hoa 8 cánh màu đen của mình. Các bạn sẽ uốn cái phần đoạn vừa cắt được ra này, hơi uốn cong lên và cong xuống để nhìn cho nó rõ. Chứ không thì cái phần màu đen này thì khi các bạn cắt nó ra thì nó hơi bé luôn, thì mình nhìn thì nó sẽ không rõ được cái phần trang trí mà mình cắt nhé. Đây sẽ là cái phần bông hoa đen này. Sau khi các bạn sẽ dán cái bông hoa đen lên trên cái bông hoa màu hồng nhé. Rồi thì đây sẽ là cái phần bông hoa bên trong. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái màu vàng nhạt này. Mình sẽ quay một cái hình tròn nhỏ thôi nhé các bạn, nhỏ hơn cái phần bông hoa màu đen này. Các bạn quay một cái hình tròn. Mình sẽ cắt cái hình tròn màu vàng nhạt này ra. Và cũng là để tạo thêm điểm nhấn cho cái bông hoa này thì các bạn cũng sẽ cái hình tròn này thì các bạn cũng sẽ cắt cái phần màu vàng này, các bạn cũng cắt giống như là cái phần màu đen, mình cũng sẽ cắt nó ra thành những cái phần nhỏ như này. Mình cũng sẽ uốn cong lên vòng xuống đây. Sau đó thì mình sẽ dán cái phần này luôn, dán vào giữa cái bông hoa màu đen. Cuối cùng thì sẽ là cái phần bông hoa màu trắng. Các bạn quay cho mình một hình tròn trắng nha. Bông hoa màu trắng của mình thì nó cũng sẽ được tạo ra từ một cái hình tròn. Các bạn cũng có thể quay một cái hình tròn to hơn một chút cũng được. Rồi sau thì mình sẽ cắt cái phần tròn màu trắng này ra. Rồi mình sẽ cắt nó theo cái hình xoắn ốc để tạo ra cái bông hoa nhé. Nó sẽ là một bông hoa giống như một bông hoa hồng nha các bạn. Và nó sẽ có màu trắng nhé. Bây giờ thì mình sẽ cuộn cái phần này vào theo hình xoắn ốc như thế này. Các bạn cứ cuộn theo cái chiều kim đồng hồ nhé, cứ cuộn tròn vào là được.
Và các bạn sẽ cắt cái hình tròn nhỏ thôi nhé, cũng không cần to quá, bởi vì nếu mà to quá thì nó sẽ to hơn cả những cái phần bông hoa bên ngoài, thì nhìn nó sẽ không được cân đối đúng không? Để mình cắt những cái bông hoa cũng khá là nhỏ thôi. Là bước cuối cùng là chúng ta sẽ dán nốt cái phần bông hoa màu trắng này. Mình sẽ dán vào giữa cái phần hình tròn màu vàng nữa. Các bạn sẽ dán vào đây này. Đây. Các bạn sẽ thấy là chúng ta đã hoàn thành xong một cái bông hoa như này rồi. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Rồi. Đây sẽ là cái phần thân của cái chữ ưu tiên. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt cho nó cái phần tai nhé. Thì cái phần tai thì mình vẫn sẽ sử dụng màu xanh dương các bạn. Nó sẽ có cái phần tai nó hơi vảnh vảnh một chút nhé. Đây sẽ là hai cái tai của nó, hai cái tai mình cũng không cần quá là to đâu. Mình đặt cái vào như này. Mình sẽ dán một cái tai vào đây. Các bạn dán nó thấp xuống một chút, còn cái phần trên này thì lát nữa mình còn phải cắt cái phần tóc đúng không? Tóc của chú ưu tiên. Tai này thì có vẻ là hơi hơi nhỏ nữa các bạn. Đây sẽ là hai cái tai của cái chú ưu tinh này. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cho cái chú ưu tinh này cái phần mắt. Tiếp tục sẽ là hai cái phần mắt màu đen nhé.